Đây, chúng ta sẽ làm phồng cái chân tóc của cô gái như thế này. Và mình sẽ dùng cái phần bộ dụng cụ này, mình sẽ tạo một lớp đầu ở giữa như thế này. Được chưa ạ? Và tiếp theo là mình sẽ làm một cái phần mái bằng. Đầu tiên là một cái phần mái bằng cho cô gái ở phần mái trước. Sau đấy mình sẽ cả nó ra. Và ở đây thì chúng ta sẽ cắt một cái phần mái vuông như thế này nha các bạn nha. Sau khi chúng ta đã cắt được cái phần mái vuông như vậy rồi thì tiếp đến là ta sẽ đi tạo ra những cái sợi chân tóc. Mình sẽ dùng màu đen để tạo ra những cái sợi chân tóc nha. Sau đấy mình sẽ cà nó ra như thế này. Ở đây cà càng mỏng càng tốt nha. Rồi sau khi chúng ta đã cà mỏng cái phần chân tóc rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ phân cái phần lớp mái trước. Phần lớp mái ở đây thì mình đầu tiên ở đây thì mình sẽ cắt một lớp như thế này. Để chúng ta sẽ tạo ra phần một phần lớp mái trước. Và chúng ta sẽ phân chia ra thành các hình như thế này. Đây, chúng ta sẽ cắt ra những cái lớp mái như thế này nha các bạn nha. Đây, đây là cắt ra những cái đường chân tóc như thế này. Rồi, sau khi chúng ta đã làm xong được những cái lớp mái như thế này rồi thì ta sẽ nối cái lớp mái này lại cái phần mái tóc nha các bạn nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ nối. Đây, chúng ta đang nối những cái phần lớp mái lại. Rồi vào đầu tiên thì chúng ta sẽ ghép cái phần mái của cô gái như thế này nha các bạn nha. Đây chúng ta có thể nhìn rõ ạ. Rồi sau khi chúng ta đã ghép xong phần mái rồi, tiếp đến chúng ta sẽ đi làm cái phần mái ở hai bên tóc như thế này. Và ở cái phần này thì chúng ta sẽ làm dài hơn nha. Đây chúng ta sẽ đo khoảng cách và chúng ta sẽ làm dài như thế này. Đây chúng ta sẽ làm một khoảng như thế này. Và ở đây chúng ta cũng sẽ phân chia ra những cái đường chân tóc. Và những cái đường chân tóc ở đây thì mình sẽ làm nó dày hơn. Đây, chúng ta sẽ tạo ra những cái đường chân tóc như thế này.